chẳng mấy chốc đã đến ngày trung thu. Mấy hôm nay, ba người Phong, Hoàng và Hiên bận tối tăm mắt mũi. Hai bóng hồng bên cạnh là Hương và Lan cũng tíu tít sắm sửa. Giữa con đường dốc tối có một khoảng sáng lung linh. Trước cửa quán tạp hóa nhà Hương đầy những đèn lồng, đèn kéo quân, mâm ngũ quả, tiến sĩ giấy. Đám trẻ con mỗi đứa được phát một cái đèn trên tay đầy đủ màu sắc và hình thù. Nào là cá chép, trăng, sao, thuyền buồm. Đặc biệt là ba con Lân đang xếp hàng ngay ngắn. Đó là sản phẩm mấy tuần nay của năm người bọn Phong. Ai cũng mệt nhưng vui. Cả đám như trở lại tuổi thơ, đơn thuần và mơ mộng. Ba thằng cược xem đội Lân của ai sẽ múa đẹp nhất. Hoàng vẫn hay cá cược lên tiếng. Mày nghĩ ai thân với bọn trẻ hơn tao và Hương à Hoàng? Phong trả lời ngay. Hiên lắc đầu cười vui sướng bảo. Tao gửi đơn trên thành phố xem xét rồi. Có thể cho anh em mình về thành phố nếu có nguyện vọng, chúng mày đi không? Đi cái góc khâu ấy, tao ở lại đây rồi, chúng mày đi thôi. Giờ nơi đây là nhà tao. Phong phản đối ngay. Hoàng bông đùa chen vào. Phong nó bị con Hương hấp hồn rồi chứ tao thì đi ngay. Ừ, mày đi đón mẹ mày về thưa chuyện mày với con Lan ấy. Bố vợ tương lai của mày nói với tao suốt đấy Hoàng ạ. À. Phong cũng phản bác ngay. Hiên nhăn mặt nhìn hai thằng bạn. Chúng mày không có nghĩa khí, thế còn chuyện của tao với Phương. Mặc xác mày, tự lo. Cả Phong và Hoàng đồng thanh rồi cười ầm lên mặc tiếng chửi bới của Hiên. Đám rước đèn và ba con kỳ lân cứ đi quanh làng, gõ cửa từng nhà một như những con rồng lửa. Phong và Hương khoác tay nhau. Cả hai thích quê hương này đẹp quá. Từng nếp nhà cũ hiện lên một vẻ yên bình. Hương thơm của đồng lúa, của đồi, của cây cỏ dịu dàng khiến người ta hiền hậu và thoải mái. Ánh trăng lấp lánh trên con đường quanh co. Hôm nay đã là 30 Tết. Hiên mới dựng xong nếp nhà từ ngày hôm qua bên cạnh căn nhà gỗ nhỏ của Phong và Hương. Còn nhớ dạo tháng 10 khi cả ba người bọn Phong đang giúp bà con gặt lúa vào một ngày chủ nhật thì chợt có tin làng có thêm một kỹ sư nông học mới về. Thế là Phương cũng bỏ phố về làng. Cô biết Hiên dần dần đã mê đắm vùng quê này mà hắn cũng không nỡ bỏ hai thằng bạn chí cốt mà đi. Mà trách gì Hiên, chính cô cũng mê mẩn cái làng mật này ngay từ lần đầu tiên chạm mắt. Vừa hay cả cô và Hiên nhà đều đông anh em nên bố mẹ chỉ giục cưới chứ không bắt ở gần. Hiên và Phương yêu nhau 5 năm cũng mới cưới dạo gần đây sau Phong và Hương một dạo. Phương cũng rất nhanh chóng thân thiết với hai chị em Hương và Lan. Bác trưởng thôn tạo điều kiện hết mức cho Hiên được ở gần nhà bác ta và gần nhà Phong. Bây giờ thì cuối con dốc này, bác ta ở bên kia đường, còn lại thì Phong và Hiên làm hàng xóm. Phong hôm nay đã dựng một cây nêu thật cao với những chiếc chuông gió đinh đang buộc trên đầu. Hôm nay trời trở gió bấc nên càng lạnh. Hương mặc chiếc áo bông từ phía nhà đi ra. Cô lên tiếng. Em giúp được gì anh không? Em đang bầu bí. Vào nhà bày hộ anh mâm ngũ quả với cắm ma lọ hoa tươi thôi. Ra làm gì cho nó gió. Phong trả lời. Rồi hắn cao giọng gọi to. Hai thằng quỷ không biết gói bánh trưng mà không đắp lò là tao cho nghỉ nóc hết đấy nha. Sang ngay đây. Hoàng và Hiên ứng tiếng trả lời. Hoa trong vườn Phong mới trồng nở đầy rực rỡ. Cái lò được đắp ngay giữa sân. Phong ngồi trên chõng gói từng đùm bánh trưng xanh vuông vức. Lên lửa được thì đã quá trưa. Bác trưởng thôn cũng đi ra đi vào ngắm đắng thanh niên đang chuẩn bị ăn Tết trong bộ áo lương bằng lụa. Chúng mày có thấy thiếu thiếu cái gì không? Bác ta hỏi giọng hồ hởi. Phong trả lời ngay. Đèn, rượu với pháo chứ cái gì nữa bác. Cái này bác yên tâm. Hôm qua cháu đi chợ huyện sắm đủ hết. Có điều phải tiếp tục mượn con rể bác lúc nữa. Không sao, chúng mày cứ chuẩn bị ngoài đường. Nhà bác có mẹ con cái Lan rồi. Phong không trả lời mà lấy từ trong hàng ra mấy bánh pháo đủ màu. Hắn đưa cho Hoàng và Hiên dặn treo khắp ngõ. Cuối cùng mỗi nhà giữ lại một bánh to. Phong cũng làm đèn lồng treo dọc đường cho sáng. Tay hắn thoăn thoắt chẳng mấy chốc mà xong mấy chục cái đèn. Này, chắc anh quên ấy, nhưng mà Tết nhất mà thiếu cái món này là không có được đâu nhé. Hương ngoái đầu nhìn Phong bảo rồi đem bát dưa hành đặt lên hoàn tất mâm cơm chiều tất niên.
Phong vỗ đầu đánh chát nói: chết, anh sơ ý quá, thôi để anh cúng gia tiên đã. Rồi Phong đứng trước ban thờ lầm rầm khấn vái, hương trầm thơm, khói bay nghi ngút làm không gian mờ ảo và thiêng liêng. Gió bấc vẫn thổi nhưng nơi này trở nên ấm áp. Ngoài đường bọn trẻ vẫn rộn rã nô đùa, đứa nào cũng có những chiếc áo mới may rồi vây quanh những chiếc đèn lồng mà Phong treo ngoài đầu ngõ. Tết với chúng mang theo một nỗi thinh thích vừa quen thuộc vừa lạ lùng. Hương dựa đầu vào vai Phong nhìn đám trẻ đầy trìu mến. Mấy tháng nữa thôi, cô cũng được bế trên tay một hài nhi. Anh nói xem anh thích con trai hay con gái? Hương nói. Phong trả lời ngay: anh thích con gái, giống em, xinh đẹp nhất làng, được chưa? Anh lại đùa em rồi. Hương e thẹn trả lời. Dù đã quen hơi nhau lâu lắm, nhưng đôi má cô lúc nào cũng ửng hồng chứ lúc mới yêu. Đêm cứ thế đến với hương hoa và ánh đèn rực rỡ. Đám trẻ trong làng cứ vô tư, nô giỡn làm náo động một góc trời. Hiên lại kéo ví cầm và Phong vẫn đàn, hát guitar nhưng khúc nhạc của họ đã tươi vui xuất hiện trên khuôn nhạc. Đêm về khuya, Phong thay bộ đồ tây trang trọng và đốt bong pháo trong nhà. Cúng giao thừa xong, hắn dắt tay Hương và rủ hai thằng bạn cùng đi dạo. Lẽ đương nhiên là Phương và Lan cũng theo cùng. Làng mật hôm nay cũng nhiều đèn, nhưng mà ánh đèn cầy, đèn dầu, đèn măng sông ở đây ấm áp chứ không lạnh lẽo như đèn neon trên thành phố. Những góc quê hương như cho những người từng phiêu dạt được trở về với bình yên của ấu thơ. Những người dân thôn quê thấy họ đi dạo ai cũng trò chuyện hỏi han. Người ta biết họ là những công dân mới, năm đầu tiên đón Tết ở nơi đây. Phong thấy lòng bình yên, hắn thật may mắn vì sau những khổ đau lại có Hương xoa dịu và bù đắp. Hắn thấy những người quê ở đây chẳng bàn tán hay tính toan gì. Bây giờ ở đây hắn có gia đình, bạn bè, có tất cả dẫu chẳng xa hoa phù phiếm. Phong dạo gần đây viết thơ và nhạc rất nhiều. Cuối cùng hắn đã tìm thấy được bến đỗ của đời mình. Cuối cùng thì Phong vẫn tìm thấy Thanh Hương như gia đình của mình, tìm thấy làng mật như một cái quê hương mà hắn thất lạc để có thể gửi gắm, sống trong những yên bình xưa cũ, dài lâu và bền vững của cuộc đời hắn. Và cuối cùng anh chàng thực tế và say mê với đời là y sĩ Hoàng cũng đã tìm được một ngôi nhà an ổn với một cô gái bình dị là Lan. Còn những kẻ từng ham mê những ánh đèn rực rỡ trên thành phố như là Hiên và Phương lại có thể mở lòng mình với hoa cải, với thông già, với thiên nhiên, với làng quê, với những cái nhịp yên bình của ánh đèn cầy, đèn dầu và những tiếng cười, tiếng nô giỡn của đám trẻ con trong những con đường tối. Vậy là cuộc hành trình song hành của những nhân vật của chúng ta cũng đi đến một bến đỗ, một điều giản đơn nhưng ý nghĩa cho cuộc đời của mình. Và Dạ Bằng cũng xin cảm ơn quý vị khán thính giả đã đón nghe hết cái câu chuyện của mình, cũng như mong muốn được chia sẻ, được tâm sự với quý vị nhiều hơn qua những trang văn, nét bút. Và cũng mong quý vị hãy tìm thấy được những giá trị cốt lõi trong cuộc sống, để không theo đuổi những sự thứ phù phiếm, xa hoa, những cái thứ vẻ bề ngoài không lấp đầy được những khoảng trống trong tâm hồn của chúng ta. Mong mọi người luôn luôn biết cân bằng giữa cuộc sống vật chất và cuộc sống tinh thần, luôn luôn tìm được niềm vui, sự hạnh phúc, bình yên và đôi khi cần lắng lại trong cuộc sống xô bồ. Cảm ơn tất cả quý vị khán thính giả và chúc mọi người một đời sống, một tháng ngày thật là bình yên, thật là thơ mộng giữa cuộc đời đầy ồn ào hỗn tạp này.